mọi người xem mình thay đổi view căn nhà này như thế nào nhé. Đánh dấu cái ngày ra ở riêng mọi người ạ. Ở quê mình, con cái sau khi trưởng thành và kết hôn thì sẽ ra ở riêng. Không phải 100% đâu, nhưng có đến 70% là vậy. Ở quê thì chủ yếu là bố mẹ đã cho đất rồi, mình chỉ việc kiếm tiền để xây nhà thôi. Đây là ngôi nhà mình sẽ ra ở riêng. Vì sao mình thích ra ở riêng trong khi nhà nội và nhà ngoại đều rộng thênh thang và ở ngay cạnh nhau thì mình sẽ nói ở video khác nhé mọi người. Ngôi nhà này 4 năm trước cất lên cho em chồng mình ở. Em ý thích làm nhà lá để ở cho nó mát mẻ chứ không thích xây. Giờ em ý chuyển đi Hà Nội để tiện cho việc kinh doanh thì mình sẽ chuyển vào đây để ở. Nhà đã mấy năm không ai ở nên là nhìn nhà và vườn nó hoang sơ và rậm rạp lắm. Vì mình rất là thích cái không gian này nên là về ở mình sẽ sửa soạn và thay đổi lại để biến nó trở nên thật là mát mẻ. Mình sẽ cải tạo dần dần vì mình cũng không có kinh tế nên là vừa làm vừa thay đổi để không tốn tiền một cục. Nhà mình thì sát ngay chân đồi luôn. Mình sẽ quay video hàng ngày để mọi người xem mình thay đổi view căn nhà này như thế nào nhé.